Đoàn Văn Hậu được Hòa Minzy mang ơn cả đời, xem như quý nhân, khẳng định chắc nịch về mối quan hệ. Trong lễ cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ở Hà Nội, Hòa Minzy đã đến chung vui cùng đàn em dù lịch trình bận rộn. Tại đây, nữ ca sĩ cũng lần đầu chia sẻ về mối quan hệ với nam cầu thủ khiến nhiều người bất ngờ. Ngày 26 tháng 11, lễ cưới của cặp đôi Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu đã chính thức được diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng ở Hà Nội. Sự kiện trọng đại của cặp đôi không chỉ có sự tham gia của bạn bè, người thân mà một số tên tuổi đình đám trong làng giải trí cũng có mặt để chung vui, đặc biệt sự xuất hiện của Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, Hòa Minzy không chụp ảnh check-in tại sảnh chào khách cùng cô dâu chú rể do nữ ca sĩ đến muộn. Lúc này Văn Hậu và Hải My đã vào bên trong để chuẩn bị làm lễ, Hòa Minzy cũng vội vã di chuyển để kịp chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi. Giọng ca quê Bắc Ninh gần đây đặc biệt thân thiết cùng Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My. Theo tiết lộ của Hòa Minzy, Đoàn Văn Hậu đã làm một việc giúp đỡ cô lúc khó khăn nên lương duyên của hai chị em vì thế càng đáng nhớ. Điều Hậu đã làm khiến em cảm thấy em phải biết ơn đến suốt cả cuộc đời. Kiểu như lúc khó khăn, gặp được quý nhân, một hay nhiều bài hát cũng không thể hiện được hết tấm lòng của em. Hậu là người em thân thiết của em và My cũng vậy, Hòa Minzy chia sẻ về tình bạn thân thiết với Văn Hậu, Hải My. Bởi vậy, dù bận lịch trình biểu diễn ở Hải Dương, giọng ca Thị Mầu vẫn cố gắng đến tham dự lễ cưới của Văn Hậu, Hải My. Hòa Minzy còn hát tặng cặp đôi ca khúc Ánh Nắng Của Anh với cảm xúc da diết khiến khách mời chìm đắm. Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu với chiếc đầm cúc ngực màu hồng nổi bật, layout trang điểm cũng như làm tóc giúp nhan sắc của nữ ca sĩ thêm phần thăng hạng tựa như một nàng công chúa. Trước khi rời đi vội vã để đến Hải Dương biểu diễn, Hòa Minzy nhắn nhủ riêng đến cô dâu Doãn Hải My, chúc mừng My. Hôm nay em là cô dâu đẹp nhất, chúc em quãng thời gian tới sẽ là một người vợ được chồng yêu thương, được chồng lắng nghe và được chồng đồng hành. Trước đó, Hòa Minzy đã có mặt tại lễ ăn hỏi của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My ở Hà Nội. Sau đó, nữ ca sĩ còn di chuyển xuống Thái Bình để tham gia tiệc cưới của hai người em thân thiết. Người đẹp lựa chọn trang phục nền nã, dịu dàng khi xuất hiện trong ngày vui của cặp đôi đình đám, âm thầm có mặt ở hôn lễ. Đáng chú ý, Hòa Minzy còn ghi điểm với hành động tinh tế trong đám cưới ở Thái Bình. Cụ thể, trong ngày trọng đại diễn ra vào chiều 11 tháng 11, đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đột ngột gặp sự cố mất điện trong khi đã có nhiều khách mời đến chung vui. May mắn, sau thời gian ngắn, sự cố đã được khắc phục. Sau đó, trong lúc nhập tiệc, sự cố mất điện lại tiếp tục diễn ra. Khi rạp cưới bị mất điện, Doãn Hải My đã phải ngồi nghỉ vì quá nóng. Lúc này Hòa Minzy đã quạt cho cô dâu bớt nóng. Hành động tinh tế này của nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Mối quan hệ thân thiết giữa Hòa Minzy và vợ chồng Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hòa Minzy vốn có mối quan hệ thân thiết với hội tuyển thủ Việt Nam nhưng cô nàng thân với nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trước bởi từng có thời gian Hòa Minzy hẹn hò cùng Công Phượng. Sau này, Hòa Minzy chơi với nhiều cầu thủ ở các đội bóng khác, trong đó có nhóm bạn của Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Tấn Tài, Đức Trình.